xung đột nga ukraine đang diễn biến phức tạp hơn phương tây liên tục đưa ra các cảnh báo về việc triều tiên đưa quân tới nga và để ngỏ các giải pháp mới giúp ukraine trong thời gian tới các bên đang chuẩn bị sẵn sàng cho một sự leo thang tiềm ẩn bao gồm cả chiến tranh hạt nhân Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã gửi tổng cộng khoảng 10.000 binh lính để huấn luyện ở miền đông nước Nga và những binh lính này có thể sẽ tăng cường lực lượng của Nga gần Ukraine trong vài tuần tới. Một phần trong số những binh lính đó đã di chuyển về phía tỉnh Kurs của Nga gần biên giới với Ukraine. Khoảng vài nghìn người với một số lượng nhỏ hơn đã có mặt trong khu vực. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Ukraine nên đáp trả nếu quân đội Triều Tiên vượt qua biên giới vào Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chưa rõ nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào tại Kursk và liệu lực lượng này có được triển khai thẳng đến Ukraine hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh nếu quân nhân Triều Tiên vượt qua biên giới nga và Ukraine, nước này có quyền tấn công đáp trả. Giới chức Mỹ cảnh cáo nước này sẽ không còn áp đặt bất kỳ giới hạn mới nào đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ nếu Triều Tiên tham chiến. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng để ngỏ các khả năng áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Nga và Triều Tiên liên quan đến vấn đề này. Bất chấp việc cả hai nước này chưa lên tiếng về sự can dự của Triều Tiên vào cuộc xung đột, Tổng thống Nga Putin mới đây khẳng định, hai bên có quyền thực hiện hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có các điều khoản hợp tác quân sự vốn phù hợp với Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc và theo luật pháp của Nga và Triều Tiên. Trong một diễn biến mới nhất, sáng ngày 31 tháng 10, nguồn tin tình báo Ukraine cho biết khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đã di chuyển từ vùng Viễn Đông đến tỉnh Kết của Nga. Theo nguồn tin tình báo, chỉ có vài trăm trong số 3.000 binh lính là lực lượng đặc biệt, còn lại là quân đội chính quy. Hôm thứ Hai, lực lượng này đã đóng quân tại doanh trại cách biên giới Ukraine khoảng 50 km, chờ lệnh tiếp theo từ Bộ Chỉ huy Nga. Hiện Nga và Triều Tiên chưa bình luận về các thông tin trên. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký một hiệp ước song phương vào đầu năm nay, quy định hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp bị bên thứ ba tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận các báo cáo về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên ở Nga. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng những gì hai quốc gia đang làm để đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận mới là việc riêng của họ. Các nhà phân tích nhận định nếu việc Triều Tiên đưa lực lượng sang hỗ trợ Nga được xác nhận sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua bước sang giai đoạn mới, đồng thời có thể gây xáo trộn những mối quan hệ khác nhau ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong vài tháng qua, lực lượng Ukraine đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại trên chiến trường. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng quyết định của Kiev đưa quân qua biên giới vào cớt thay vì tăng viện cho các đơn vị ở phía đông đã khiến tình hình của họ thêm phần nguy hiểm. Tướng Ukraine Marchenko cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng tiên tuyến đang sụp đổ và đổ lỗi cho sự lãnh đạo quân sự kém cỏi. Ông nói thêm rằng quân đội cũng đang thiếu đạn dược và lực lượng quân đội được triển khai trong vùng chiến sự đang cạn kiệt trước những bước tiến mới của Nga trên nhiều mặt trận hiện nay, cùng thông tin Triều Tiên có khả năng tham gia hỗ trợ Nga, Ukraine đã ngay lập tức lên kế hoạch tuyển thêm 160.000 quân trong 3 tháng tới. Đầu năm nay, chính phủ đã sửa đổi luật, đưa ra những hình phạt khắc nghiệt hơn nếu trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Số lượng Ukraine đã đào ngũ hoặc vắng mặt không phép hiện lên tới 100.000 người. Nước này cũng kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí viện trợ, bất chấp thông tin kho vũ khí của Mỹ được Bộ Quốc phòng nước này thừa nhận cũng đang cạn kiệt. Chính quyền Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ Kiev miễn là cần thiết để giành chiến thắng. Moscow đã gọi cuộc xung đột này là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, trong đó người Ukraine đóng vai trò là bia đỡ đạn. Hiện cuộc xung đột Nga-Ukraine đang có nguy cơ leo thang nguy hiểm. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, cuộc xung đột có thể bị đẩy ra ngoài biên giới. Các bên tham chiến đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó cho những kịch bản xấu nhất. Tổng thống Nga vừa qua đã đích thân chỉ đạo cuộc diễn tập lực lượng gian đề hạt nhân chiến lược, khẳng định lực lượng hạt nhân là sự đảm bảo tin cậy cho chủ quyền và an ninh của Nga. Theo kế hoạch huấn luyện của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, một cuộc tập trận đang được tiến hành, trong đó các nhiệm vụ tấn công hạt nhân ồ ạt bằng lực lượng tấn công chiến lược để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù. Tại cuộc diễn tập, các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã phóng nhiều tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ mặt đất, máy bay chiến đấu trên không và các tàu ngầm dưới biển, liên lục địa ra từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở Tây Bắc nước Nga đánh trúng các mục tiêu giả định tại vùng Karchatka thuộc Viễn Đông Tổng thống Nga khẳng định, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro từ bên ngoài mới, điều quan trọng là phải có lực lượng chiến đấu luôn hiện đại, luôn sẵn sàng sử dụng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, Nga sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng sẽ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức đủ khả năng cần thiết. Cuộc tập trận hạt nhân của Nga diễn ra vài ngày sau khi lực lượng NATO tập trận hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của 2.000 binh sĩ từ 13 quốc gia liên minh và 60 máy bay quân sự. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ kế hoạch chiến thắng mà ông đưa ra, với tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào năm 2025. Nhưng đổi lại, ông Zelensky chỉ nhận được sự ủng hộ đơn thuần về mặt ngoại giao. Không quốc gia phương Tây nào đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ cung cấp bắn vào các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Cũng không có cường quốc nào công khai tán thành việc mời Ukraine gia nhập NATO khi xung đột đang diễn ra. Với kết quả này, chuyến vận động hành lang của ông Zelensky tại Mỹ và châu Âu trong 6 tuần qua xem như thất bại. Nhưng giới quan sát cho rằng, đối tượng thực sự mà kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky hướng đến là người dân trong nước. Tổng thống Zelensky dường như đã sử dụng những lập luận cứng rắn, trong đó có cả bài phát biểu gần đây trước Quốc hội, để chứng minh cho người dân Ukraine thấy ông đang làm mọi thứ trong khả năng của mình, đồng thời chuẩn bị cho kịch bản Ukraine đã phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong bối cảnh, sự ủng hộ của phương Tây ngày càng giảm sút cùng những tổn thất của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và ở tỉnh Khớt của Nga. Cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ với kết quả khó đoán định. Tổng thống Zelensky có rất ít lựa chọn. Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định sẽ không nhượng lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận với Nga. Xong ông cũng nói về các biện pháp ngoại giao để giải quyết những vấn đề như bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và thiết lập hành lang vận chuyển an toàn cho Ukraine trên biển đen. Tuy vậy, các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, cho đây là điều phi thực tế và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Zelensky đã đề xuất một gói săn đe phi hạt nhân, trong đó Ukraine sẽ nhận được tên lửa Tomahawk từ Mỹ. Đây là một yêu cầu hoàn toàn không khả thi. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 2.400 km, gấp khoảng 7 lần tầm bắn của tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine nhận được từ Mỹ trước đó. Theo các nguồn tin, Ukraine đã không thể thuyết phục các nhà ngoại giao phương Tây về lý do tại sao họ cần Tomahawk. Giới chức Mỹ cho biết, Ukraine cũng không đưa ra được lý lẽ thuyết phục Washington về cách họ sẽ sử dụng vũ khí tầm xa, danh sách mục tiêu bên trong nước Nga, đòi hỏi số lượng tên lửa vượt xa những gì mà Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào khác có thể cung cấp. Chưa kể điều này có thể gây ra những nguy hiểm cho lợi ích của Washington ở Trung Đông và châu Á. Các quan chức Mỹ cho biết, ông Zelensky đã thất vọng khi Tổng thống Joe Biden không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga khi hai bên gặp nhau tại Washington vào tháng 9 năm 2024. Trước đây, ông Biden đã nhiều lần thay đổi lập trường sau khi từ chối yêu cầu của Ukraine về chuyển giao các loại vũ khí như xe tăng Abraham, máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa ATACMS. Hiện Ukraine đều chịu tổn thất nghiêm trọng khi xung đột kéo dài sang năm thứ ba nhiều binh sĩ nước này đã cạn kiệt sức khi phải phòng thủ tại một khu vực trong thời gian dài mà không có lực lượng thay thế kiev cũng tăng cường tuyển dụng tân binh nhưng các binh sĩ này thiếu kinh nghiệm và chưa được đào tạo bài bản nga cũng phải chịu thương vong lớn tuy vậy nước này đang giành được những bước tiến chưa từng có ở miền đông ukraine theo giới phân tích cả nga và ukraine đều chưa phát đi tín hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán tổng thống nga putin nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán nhưng nói thêm quả bóng đang ở trên sân của ukraine sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh brics tại thành phố kazan của nga ông putin cho biết tổng thống thổ nhĩ kỳ đã đưa ra một số đề xuất đàm phán với ukraine về vấn đề hàng hải trên biển đen và một số vấn đề khác hiện tổng thống zelensky đang cố gắng cân bằng giữa áp lực chính trị trong nước và sự thay đổi ở bên ngoài khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người dân ukraine đều không ủng hộ từ bỏ lãnh thổ mối đe dọa về một cuộc xung đột lan rộng ở trung đông đã khiến mỹ và châu âu giảm bớt sự chú ý đối với tình hình tại ukraine nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích cho rằng kết quả nhiều khả quan sẽ xảy ra nhất trong tương lai gần đối với cuộc chiến là một thỏa thuận tạm thời nhằm đóng băng xung đột giữa hai bên theo một giới tuyến vẫn chưa xác định Атака МС, 5 реактивных снарядов и марс и 74 беспилотных летательных аппарата самолет.